chào các bạn đến tin nhanh 247. Chạy đua vũ trang cùng Yamaha, Honda thay mới CBR 250RR chỉ sau 1 năm ra mắt. Có lẽ không cần phải bàn cãi khi Honda CBR 250RR được bình chọn là mẫu mô tô có thiết kế đẹp nhất trong năm 2007, góp phần đưa Honda nâng tầm đẳng cấp thế giới và đặc biệt là hạ bệ chiếc cái Yamaha R25 để lên ngôi cái mẫu mô tô phân khối lớn 250cc mạnh và đẹp nhất trong cùng phân khúc. Honda CBR 250RR có thể được xem là cái mẫu xe thời mới nhất gây đột phá mẫu thiết kế từ trước đến nay, mở ra một kỷ nguyên về phong cách thiết kế, đặc biệt là góp phần thúc đẩy cái guồng quay phát triển của ngành công nghiệp mô tô nhanh hơn so với dự đoán. Bằng chứng, sau khi chiếc CBR 250RR ra đời, không lâu sau, KTM, Kawasaki, Yamaha và Suzuki đã tiếp bước với một loạt những mẫu xe đủ cùng phân khúc để có những thiết kế đến từ nhà Kawa như là chiếc Ninja 250 và 400 2008 vừa được ra mắt tại cái triển lãm Tokyo Motor Show 2007 vừa qua, đã khiến dân chơi xe trên toàn thế giới phải bàng hoàng từ thiết kế cho đến khối động cơ hoàn toàn mới và mức giá bán đầy cạnh tranh, nếu không muốn nói là rẻ hơn so với cái mẫu CBR 250RR. Và cái lô hàng Ninja 400 2008 chuẩn bị Việt Nam trước cái Tết cổ truyền với mức giá bán từ 153 triệu đồng, trong khi CBR 250RR được bán ở thị trường Việt Nam với mức giá lên hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên, với Honda không có gì là bất ngờ tuyệt đối, vì hãng luôn có những nước cờ là khó nắm bắt, khiến những hãng khác không kịp trở tay. Và mới thôi, chúng tôi đã nhận được một tin từ Motoplas, một trong ba tạp chí mô tô lớn nhất từ Indonesia, đã đăng tải hình ảnh cơm sẹp mới nhất về cái dòng Honda CBR 250RR 2008 với thiết kế đã được nâng cấp từ cái bản 2007. Đây có thể là tin rất sốc với những ngày cuối năm 2007, bởi bản thiết kế cơm sẹp 2008 được đánh giá có phần nổi trội hơn so với bản 2007. Điều này là rất dễ dàng nhận thấy, đó chính là cái đầu đèn ở phía trước được chia làm hai phần. Cái phần trên được thiết kế nhỏ lại, đi kèm theo kiểu là mắt chim ưng. Hốc đèn to ở phía dưới cũng được thay đổi lại bằng hai bóng đèn LED cho công suất rất cao. Cái đó là các phần sườn xe đã được thêm một số chi tiết nhỏ. Cuối cùng là các phần ống xả rút lại giống như những mẫu xe của Bajaj Pulsar. Đây có thể coi là điểm trừ mạnh nhất đối với những tín đồ của chiếc CBR, vốn rất cái sự hầm hổ, nổi bật và tiến bộ chắc tay. Cuối cùng là bộ tem racing cũng khá nổi bật với hai phiên bản rõ rệt là đỏ đen và đỏ pha cái trắng xám. Và lưu ý rằng đây chỉ là bản cơm sẹp nên tất cả mọi người đều có thể thay đổi tùy ý, với những ý kiến đóng góp của mọi người đều được hãng Honda tiếp thu để ra đời cái mẫu CBR 250R mới nhất phù hợp với tất cả những tín đồ yêu xe. Theo dõi tin nhanh 247 để cập nhật tin tức xe máy nhanh nhất ở Việt Nam nhé. Cảm ơn bạn dẫn nhận kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.